Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đào, mình mới vừa nhận được visa nè. Thật sự thì mình cảm thấy rất là vui luôn á, tại vì mình rất là may mắn vô phỏng vấn mà cầm tờ giấy trắng thì em thấy rất là lo sợ, nhưng mà mình rất là hên thiệt luôn á, là được vô anh chị trắng Đào hói hói. Anh hỏi khi mà bước vô thì anh hỏi mình rất là dễ và không có gì làm khó mình hết. Xong rồi ảnh còn chúc mừng mình, kêu mình là gán ba bệnh nha, gán đi học tốt nha. Bây giờ nhờ sự giúp đỡ của hai chị, test anh ra anh dặn em rất là kỹ và dặn dò em các thứ, nên là em cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, nên là khi em bước vô đó thì em không còn cảm thấy run sợ bất cứ một thứ gì hết. Lúc bước vào cái cánh cửa đầu tiên thì họ sẽ kiểm tra là xét người mình, coi mình có đem theo di động hay bất cứ thiết bị nào không. Cánh cửa thứ hai thì lấy dấu vân tay gặp cái chị đó hình như người Hàn Quốc. Thì trước khi em không học ở Tân Đại Dương thì em hoàn toàn không biết về những câu hỏi khi mà đi phỏng vấn, nên là nhờ sự giúp đỡ của Tân Đại Dương nên em mới có được ngày hôm nay. Rất cảm ơn. Qua Mỹ thì em sẽ học quản trị kinh doanh ở trường Nova tại bang Virginia. Nếu các bạn có đi phỏng vấn thì các bạn nhớ tự tin lên nha, cười thiệt tươi luôn, đừng run sợ hết, tại vì trong đó không có bất kỳ thứ gì là cản trở bạn được, nếu mà bạn có được sự tự tin đó. Và mình hôm nay là được thành công đó cũng là nhờ sự tự tin. Chúc các bạn phỏng vấn thành công nha. Nhờ có Tân Đại Dương để giúp mình được cái bước đệm như ngày hôm nay. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.